Phú Yên tiến gần giấc mơ xuyên Á. Phú Yên tiếp tục phát huy nội lực, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, kéo gần các vùng duyên hải Nam Trung Bộ với các tỉnh Tây Nguyên và Đông Bắc Campuchia, Nam Lào, Thái Lan. Vùng Nam Phú Yên, Bắc Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội phát triển lớn, là một trong 15 khu kinh tế ven biển, khu kinh tế Nam Phú Yên được quy hoạch phát triển đô thị, thương mại, cảng biển, lọc dầu, hóa chất và các khu đóng tàu, sửa chữa tàu biển. Tại đây, cùng với cảng Vũng Rô đang được nâng cấp, một cảng biển khác với quy mô lớn hơn sẽ được xây dựng tại bãi gốc trên diện tích 220 hectare. Cùng với đó, trục đường phía đông Phú Yên từ cầu Hùng Vương đến cảng Vũng Rô vừa được khởi công xây dựng, tạo thành trục giao thông xuyên suốt từ trung tâm thành phố Tuy Hòa đến cảng Vũng Rô. Từ khi thông hầm Đèo Cả và Đèo Cù Mông, nâng cấp các quốc lộ kết nối với Tây Nguyên và đầu tư hệ thống cảng biển, sân bay cũng chính là lúc mở toang cánh cửa phát triển cho Phú Yên, ông Trần Hữu Thế bày tỏ. Trong tương lai, khi hai khu kinh tế Nam Phú Yên và Vân Phong liên kết hoạt động, tuyến đường sắt Phú Yên - Tây Nguyên hình thành, quốc lộ 29 và hầm đường bộ Đèo Cả phát huy tác dụng, sẽ tạo nên hành lang kinh tế đông tây mới của nước ta, bao gồm vùng duyên hải Nam Phú Yên, Bắc Khánh Hòa gắn với các tỉnh Tây Nguyên, Đông Bắc Campuchia, Nam Lào, Thái Lan. Chiến lược đó đã được cụ thể hóa bằng các dự án hạ tầng quan trọng, mở ra một không gian mới cho tỉnh nhà. Tiếp đến là phát triển, mở rộng không gian biển, mở ra cảnh quan đẹp cho đô thị Tuy Hòa. Hệ thống sân bay Tuy Hòa sẽ được mở rộng gấp 8 lần, từ 500.000 lượt khách lên 4 đến 5 triệu lượt khách. Tuy Hòa có vai trò là trung tâm tỉnh lỵ để Phú Yên định hướng không gian mở rộng ra hướng Nam, Tây, Bắc, mở rộng không gian biển bằng cách kêu gọi các tập đoàn lớn trên thế giới chuyển hướng về Phú Yên, lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu cho phía Bắc, phía Tây, phía Nam để chủ động triển khai các ý tưởng lớn, tránh vụn vặt, băm nát quy hoạch. Với chiến lược được định hướng mời gọi các sếu đầu đàn như Vinamilk, TH, Thaco, Vingroup, Sun Group, ngoài đầu tư diện mạo, phát huy đầu tư hạ tầng tạo liên kết xuyên Á lên Tây Nguyên, Phú Yên cũng kỳ vọng lớn từ sức lan tỏa của tuyến đường sắt Phú Yên lên Tây Nguyên đã được Bộ Giao thông Vận tải đưa vào quy hoạch, là một cú huyết giúp Phú Yên tiến gần với giấc mơ xuyên Á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.